Báo Trung Quốc bất ngờ trước thông tin Quế Ngọc Hải mất băng thủ quân, tuyển Việt Nam còn có sự thay đổi ở vị trí đội trưởng. Quế Ngọc Hải không còn giữ băng thủ quân, điều này có thể tạo ra ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cầu thủ này, tờ báo Trung Quốc nhận định. Trong thời gian tới, tuyển Trung Quốc sẽ bước vào hai trận đấu thuộc vòng loại cuối World Cup 2022 gặp Nhật Bản và Việt Nam. Theo tờ Sohu, khả năng Trung Quốc thua trận trước Nhật Bản rất cao vì trình độ chênh lệch giữa đôi bên. Thay vào đó, thầy trò huấn luyện viên Lizzie Xiaoping nên dùng sự chú ý vào trận gặp Việt Nam. Tờ Sohu nói về trận đấu đó như sau, có không ít lo ngại cho tuyển Trung Quốc ở trận gặp Việt Nam diễn ra vào ngày mùng 1 Tết nguyên đáng. Trận đấu này diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm, khi đó là ngày khởi đầu năm mới. Do đó, nếu tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam thì đừng mơ cổ động viên Trung Quốc sẽ bỏ qua cho. Tuyển Việt Nam có trình độ thấp hơn Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phải thắng để nuôi hy vọng bảo vệ suất tham dự vòng play-off giành vé dự World Cup vì thế của trung quốc sẽ tụt lại nếu để thua việt nam điều này đồng nghĩa lời tiên tri của chuyên gia phán hy di sẽ ứng nghiệm chuyên gia phán hy di từng dự đoán trung quốc có nguy cơ thua việt nam phóng viên tuyển việt nam có không ít biến động trong thời gian gần đây tờ sohu coi đó như những tin vui đối với tuyển trung quốc trước trận tái đấu trên sân mỹ đình ngoài ra tuyển việt nam còn có sự thay đổi ở vị trí đội trưởng huấn luyện viên bắc hang seo có quyết định khá bất ngờ khi không để quế ngọc hải tiếp tục giữ băng thủ quân Điều này có thể tạo ra ảnh hưởng không tốt đến tâm lý Quế Ngọc Hải. Tuyển Việt Nam còn mới bị phạt tiền vì việc nhận tới 6 thẻ vàng trong trận gặp Ả Rập Xê Út. Dù hình phạt không quá nặng, nhưng các trọng tài sẽ lưu ý đến điều này và xử lý nghiêm khắc hơn với các cầu thủ Việt Nam trong thời gian tới. Vào ngày hôm qua, ngày 13 tháng 1, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Australia và Nhật Bản tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ngay sau buổi tập huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố ban cán sự mới. Theo đó, ban đội trưởng tuyển Việt Nam được chuyển từ Quế Ngọc Hải sang cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Trước đây, Hùng Dũng từng nằm trong ban cán sự của tuyển Việt Nam với vị trí đội phó. Ngoài ra, anh còn mang ban đội trưởng của U22 Việt Nam trong 3 trận đấu tại SEA Games 2019. Trong khi đó, hai vị trí đội phó được giao cho Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Trước đây, chức danh đội phó của tuyển Việt Nam được Xuân Trường và Đức Huy nắm giữ. Ở đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam, chỉ có Xuân Trường được thầy bắt giữ lại. Trong khi đó, Đức Huy đã bị loại. Tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi bay sang Australia vào ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1. Chúng ta sẽ đối đầu chủ nhà Australia